xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một chủ đề mới trong chương 4 đại số chốt 9. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta quan tâm đó là hệ thức DF và ứng dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà toán học DF. Francois DF sinh năm 1540 và mất năm 1603 là một nhà toán học, luật sư, chính trị gia người Pháp. Về toán học, ông hoạt động trong lĩnh vực đại số và là người đề xuất việc dùng chữ cái để thể hiện các ẩn số của một phương trình. Ông còn phát hiện mối quan hệ giữa các nghiệm của một đa thức với các hệ số của đa thức đó mà ngày nay gọi là định lý VS. Và hôm nay chúng ta sẽ quan tâm đến cái định lý này qua bài học mới ngày hôm nay. Chúng ta vào bài học mới. Rồi, bài học mới gồm có 2 phần, thì hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ nhất. Cho phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với hệ số a khác 0, thầy tạm gọi là phương trình số 1. Thì như chúng ta đã biết, nếu biệt thức delta b bình trừ 4ac lớn hơn 0 thì phương trình 1 sẽ có hai nghiệm phân biệt được tính như sau: x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Đợi giờ vấn đề đặt ra, nếu phương trình 1 có nghiệm kép, tức là khi biệt thức delta bằng 0, thì nghiệm kép viết theo công thức tính x1, x2 như trên còn đúng hay không? Thì để trả lời câu hỏi đó, chúng ta sẽ tiến hành làm việc sau đây. Là giờ nếu delta bằng 0, thì suy ra căn delta của mình bằng 0. Vậy bây giờ nếu cái nghiệm x1 mình viết theo công thức trên, thì sẽ được tính như thế nào? Đây, chúng ta x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Rồi chúng ta lắp vào là trừ b cộng 0 trên 2a bằng trừ b trên 2a. Rồi, đó là x1, chúng ta thấy đúng rồi ha. Bây giờ chúng ta qua x2. Rồi, x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Rồi, chúng ta lắp vào là trừ b trừ 0 trên 2a là trừ b trên 2a. Rồi, quan sát. Bây giờ nếu delta bằng 0. Nếu delta bằng 0 ha. Đây, nếu delta bằng 0 nè. Rồi bây giờ viết theo cái công thức tính x1 ở trên, chúng ta ra kết quả là trừ b trên 2a. Rồi cũng công thức đó, chúng ta tính x2 và chúng ta cũng tính được là trừ b trên 2a. Thì từ đó chúng ta kết luận là gì? X1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a, đúng như công thức tính nghiệm kép mà chúng ta đã học. Rồi vậy từ đó dẫn đến là chúng ta trả lời được câu hỏi là gì? Do đó, công thức tính x1, x2 như trên vẫn đúng khi delta bằng 0. Vậy, khi phương trình 1 có nghiệm thì dù đó là hai nghiệm phân biệt hay nghiệm kép thì ta vẫn viết được hai nghiệm đó dưới dạng là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Thì việc này nó giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề sau một cách dễ dàng hơn. Đây, bây giờ chúng ta có vấn đề thứ hai. Thì là khi phương trình 1 có hai nghiệm x1, x2, hãy tính x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Là bây giờ chúng ta tính x1 cộng x2 trước. Rồi, x1, x2 thì chúng ta có thể viết dưới dạng là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a, đúng không nào? Rồi, chúng ta lắp vô. Và từ đó chúng ta thực hiện phép tính. Thì đây là hai công thức có cùng mẫu, chúng ta giữ nguyên mẫu và cộng tử. Tiến hành cộng tử thì chúng ta thấy có delta và trừ delta này là đối nhau, đúng không nè? Vậy chúng ta thu cộng tử lại, kết quả là trừ 2b trên 2a và rút gọn là trừ b trên a. Rồi bây giờ x1 nhân x2. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta lắp vào. Được chưa? Và đây là nhân hai phân thức, chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Rồi chúng ta quan sát cái tử này. Đây, cái tử này nó liên quan tới một cái hàng đẳng thức mà chúng ta đã học đến lớp 8, đúng không nè? Đó là hàng đẳng thức A bình trừ B bình. Được chưa? Vậy kết quả sẽ bằng là A cộng B nhân A trừ B, kết quả sẽ là A bình trừ B bình. Vậy chúng ta sẽ có kết quả này là bình phương của trừ B trừ cho bình phương của căn delta. Và từ đó chúng ta tính được là B bình trừ delta trên 4A bình. Được chưa? Mà như chúng ta đã học rồi, delta thì bằng B bình trừ 4AC, đúng không nè? Rồi, lắp vô. Vậy chúng ta có kết quả. Rồi, chúng ta làm tròn. Hàng này mất, đúng không nè?
Rồi, thì kết quả mình sẽ làm 4AC trên 4A bình. Rút gọn, tối giản là C trên A. Vậy là sau khi viết các nghiệm X1, X2 dưới dạng các công thức X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A và X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A thì chúng ta tính được tổng và tích của hai nghiệm này. Đây, thứ nhất, tổng của hai nghiệm này. Đây, tổng của hai nghiệm này luôn luôn là bằng trừ B trên A. Được chưa? Và tích của hai nghiệm này luôn luôn là bằng C trên A. Nắm rõ chưa nào? Thì từ đó chúng ta đưa đến nhận xét là tổng và tích của hai nghiệm của phương trình bậc 2 phụ thuộc vào các hệ số ABC của phương trình. Rõ ràng, phụ thuộc vào các hệ số ABC của phương trình. Được chưa? Mà không cần biết giá trị của từng nghiệm, tức là không biết, không cần biết x1 là bao nhiêu, x2 là bao nhiêu, mà luôn luôn tính là được bằng trừ B trên A. Nếu là cộng nhau, còn nếu nhân nhau thì luôn luôn là bằng C trên A. À, vậy từ đó, mối liên hệ giữa các nghiệm với các hệ số của phương trình bậc 2 được nhà toán học người Pháp François Viesse tìm ra và ông phát biểu dưới dạng định lý mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Đó là định lý Viesse. Và ở phần thứ nhất này chúng ta sẽ học định lý Viesse thuận. Đó, định lý Viesse thuận phát biểu như sau. Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0 thì tổng hai nghiệm luôn luôn bằng trừ b trên a và tích hai nghiệm luôn luôn bằng C trên A. Thì lưu ý một điều, để áp dụng định lý Viesse thì đòi hỏi là X1 và X2 phải là hai nghiệm của cái phương trình bậc 2. Được chưa? Do đó chúng ta có một chú ý quan trọng là trước khi sử dụng định lý Viesse, chúng ta phải kiểm tra điều kiện có nghiệm của phương trình mà phương trình bậc 2 mà người ta cho. Được chưa? Rồi, giờ để kiểm tra điều kiện có nghiệm của phương trình thì chúng ta nhớ lại điều chúng ta đã học. Nếu như chúng ta có một phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với hệ số a khác 0 thì chúng ta có 3 điều liên quan tới nghiệm. Thứ nhất, nếu a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nếu biệt thức delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Còn nếu biệt thức delta lớn bằng 0 thì phương trình có nghiệm. Do đó các em phải phân biệt giữa hai trường hợp này. Lớn hơn 0 và lớn hơn hoặc bằng 0 để chúng ta sử dụng chính xác trong các bài giải của mình. Đây, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng. Ví dụ thứ nhất, không giải phương trình bậc 2 x bình cộng 5 x cộng 4 bằng 0. Câu A, chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2, tính tổng và tích của hai nghiệm. Câu B, tính x1 bình cộng x2 bình, x1 trừ x2, 1 trên x1 cộng 1 trên x2, x1 trừ 3 trên x2 cộng với x2 trừ 3 trên x1, x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3. Đây, bây giờ chúng ta tiến hành giải câu A. Câu A yêu cầu chúng ta chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính tổng và tích của hai nghiệm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhờ vào cái bảng kiểm tra nghiệm của phương trình bậc 2 mà chúng ta đã nhắc lại ở phần trước. À, gồm có 3 điều như vậy để giúp chúng ta xác định được số nghiệm phương trình bậc 2. Rồi bây giờ chúng ta coi phương trình bậc 2 của mình là như thế nào. Rồi phương trình bậc 2 của mình là x bình cộng 5 x cộng 4 bằng 0, trong đó a bằng 1, b bằng 5, c bằng 4. Thì chúng ta thấy rõ ràng là a và c cùng dấu, do đó chúng ta không thể nào dựa vào cái điều thứ nhất là ac trái dấu để chứng minh phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn lại là điều thứ hai là delta lớn 0 và delta lớn bằng 0. Được chưa? Thì ở đây là hai nghiệm phân biệt đúng không nè? À, hai nghiệm phân biệt. Vậy chứng tỏ là chúng ta sẽ áp dụng cái điều số 2 này. Được chưa? Vậy để chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tìm cho ra delta. Và sau khi tìm được delta rồi, chúng ta sẽ chứng minh delta đó lớn hơn 0 và chúng ta kết luận. Rồi, bây giờ việc đầu tiên chúng ta tính delta. Rồi, việc thức delta chúng ta tính được là bằng 9. À, thì số 9 này ai cũng biết nó là lớn hơn 0. Vậy là căn cứ vô cái điều số 2 này. Được chưa? Vậy là delta của mình lớn hơn 0. Vậy chúng ta kết luận ngay phương trình mình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Vậy là chúng ta đã giải quyết được chuyện thứ nhất của câu A. Đây, bây giờ chúng ta qua câu kế tiếp là tính tổng và tích của hai nghiệm. Đây, tính tổng và tích của hai nghiệm ở đây. Nhưng mà vấn đề ở đây là người ta không cho mình giải cái phương trình.
tức là không cho mình tính x1 là bao nhiêu, x2 là bao nhiêu, để mình cộng với nhau ra kết quả, hay là mình nhân với nhau ra kết quả người ta yêu cầu. Đúng nè, à, thì bây giờ tổng và tích, thì chúng ta nhớ lại điều chúng ta mới vừa học là định lý VS có liên quan tới tổng và tích của hai nghiệm. Rồi, chúng ta quay lại định lý VS. Rồi, theo định lý VS thì nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2, x bình phương cộng x cộng c bằng 0 với hệ số A khác 0, thì tổng của hai nghiệm luôn luôn là bằng trừ b trên a, và tích của hai nghiệm luôn luôn là bằng c trên a. À, vậy là nó đúng với điều mình đang cần làm ở đây. Được chưa nè? Vậy là áp dụng định lý VS chúng ta sẽ có điều gì? Rồi, chúng ta sẽ có là tổng hai nghiệm x1, x2 là bằng trừ b trên a. Rồi, chúng ta lắp vào là trừ 5 trên 1 bằng trừ 5. Rồi, tích hai nghiệm là x1 nhân x2 bằng c trên a. À, bằng 4 trên 1 là bằng 4. Vậy, áp dụng định lý VS ở phần thứ hai của câu A, chúng ta dễ dàng tính được tổng của hai nghiệm là trừ 5 và tích của hai nghiệm là 4. Vậy, chúng ta đã hoàn thành câu A. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu B. Rồi, câu B yêu cầu mình tính. Thứ nhất, x1 bình cộng x2 bình. Và nhớ lại yêu cầu của đề bài là không cho mình giải phương trình để tìm x1, x2. À, thì bây giờ mình sẽ dựa vào điều gì để mình tính được tổng của x1 bình và x2 bình? À, thì chúng ta quay lại kết quả. Ở câu A, chúng ta đã tính được tổng hai nghiệm x1, x2 bằng trừ 5 và tích hai nghiệm x1, x2 là 4. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ vào kết quả này để tính được tổng của x1 bình và x2 bình. Rồi, để tính được điều này, chúng ta phải tìm cách biến đổi cái hệ thức này làm sao để kéo được cái tổng và cái tích này vào nó. Đúng không nào? À, thì chúng ta nhớ lại một điều ở lớp 8 là chúng ta đã học cái hàng đẳng thức bình phương của một tổng. Được chưa? À, bình phương một tổng A cộng B tất cả bình thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Rồi, vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được A bình cộng B bình sẽ bằng là A cộng B tất cả bình trừ 2AB, hay nói cách khác là tổng của hai bình phương thì bằng bình phương của một tổng trừ hai lần tích. Rồi, vậy là quá rõ ràng. Vậy là so với cái bảng này, chúng ta có x1 bình của mình là A bình, x2 bình của mình là B bình. Được chưa? Rồi, vậy áp dụng kết quả này chúng ta sẽ có điều gì nè? Rồi, áp dụng kết quả này chúng ta sẽ có là x1 bình cộng x2 bình sẽ bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1, x2. Nắm được chưa? Rồi, x1 cộng x2 của mình ở đây là S. X1 nhân x2 của mình đây là B. Vậy từ đó chúng ta lắp vào là S bình trừ 2B. Mà S là chúng ta có rồi, là trừ 5. B chúng ta có rồi là 4. Vậy chúng ta lắp vào, chúng ta tính được nó là 17. Rồi, vậy là nhờ vào kết quả x1 cộng x2 và x1 nhân x2 mà chúng ta tính gọi A, chúng ta đã tính được biểu thức thứ nhất, giá trị biểu thức nhất là x1 bình cộng x2 bình là bằng 17. Đây, giờ chúng ta qua biểu thức thứ hai, x1 trừ x2. Rồi, x1 trừ x2 thì làm sao mình cũng phải kéo về liên hệ với x1 cộng x2, x1 nhân x2. Được chưa? Thì ở phần thứ nhất chúng ta thấy chúng ta áp dụng hàng đẳng thức bình phương một tổng, đúng nè, để chúng ta tính được tổng của hai cái bình phương. Rồi, giờ ở đây là một hiệu, thì chúng ta sẽ quay về lớp 8, chúng ta sẽ áp dụng bình phương của một hiệu. Đúng nè, mà lớp 8 chúng ta có một kết quả liên hệ giữa bình phương một hiệu và một bình phương một tổng qua một cái bài tập, và chúng ta đã chứng minh được rằng bình phương của hiệu A và B thì bằng bình phương của tổng A và B trừ cho 4 lần AB. Hay nói cách khác là bình phương một hiệu bằng bình phương một tổng trừ cho 4 lần tích. Rồi, và áp dụng như đó để tính được x1 trừ x2, chúng ta sẽ chuyển về chúng ta tính x1 trừ x2 tất cả bình. Áp dụng cái đẳng thức này, chúng ta có kết quả là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 4 lần x1 x2. Đúng nè, rồi x1 cộng x2 của mình đây là S, mình đính sẵn rồi. X1 nhân x2 đây là B, mình cũng có sẵn rồi, là mình lắp vô. Thành là S bình trừ 4B. Được chưa? Và S có giá trị là trừ 5 và P có giá trị là 4. Chúng ta lắp vào, chúng ta tính dễ dàng, nó ra là 9. Rồi, nhưng mà vấn đề ở đây người ta yêu cầu mình tính x1 trừ x2, chứ không phải là x1 trừ x2 cả bình. Vì chuyện đó chúng ta làm thêm một bước nữa. Thì từ đó suy ra x1 trừ x2 sẽ là căn bậc 2 của 9. Đúng nè, mà căn bậc 2 của 9 gồm có hai giá trị là cộng trừ căn 9, và chúng ta tính ra được là cộng trừ 3.
Vậy là ở cái câu x1 trừ x2 này, chúng ta đã tính nó thông qua cái hàng đẳng thức số 2 học ở lớp 8, bình phương một hiệu. Và từ đó chúng ta tính được là x1 trừ x2 sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của x bình trừ 4b. Vậy là ở cái phần thứ hai của câu B, chúng ta cũng lại áp dụng một cái hàng đẳng thức đã học ở lớp 8 để chúng ta tính được nó. Được chưa? Để từ đó kéo về liên hệ với các tổng và tích của hai nghiệm mà chúng ta đã có trước đó. Rồi, chúng ta qua phần thứ ba. Rồi, tính giá trị của 1 trên x1 cộng với 1 trên x2. Thì là phép cộng hai phần thức chúng ta đã học ở lớp 8. Thì đây là hai phần thức này khác nhau, chúng ta quy đồng. Là mẫu chung là x1 nhân x2. Vậy chúng ta có kết quả là x1 cộng x2 trên x1 nhân x2. Thì cái câu này quá dễ, vì sau khi quy đồng xong thì chúng ta thấy xuất hiện S và B có sẵn, chúng ta lắp vào và chúng ta tính được kết quả là -5/4. Và câu này đơn giản, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải biết quy đồng để chúng ta kéo về được S và B. Rồi, chúng ta qua phần thứ tư. Phần thứ tư thì so với phần thứ ba nó khó hơn ở chỗ là tử bây giờ không phải là 1 nữa mà là x1-3 và x2-3. Rồi, thì cũng làm giống như nãy. Vì muốn cộng được thì này khác mẫu phải quy đồng mẫu, chúng ta tiến hành quy đồng. Rồi sau khi quy đồng xong là chúng ta thực hiện biến đổi cái phần tử. Rồi sau khi biến đổi phần tử, bây giờ làm sao để sử dụng được các kết quả mà chúng ta đã làm được. Thì đây chúng ta quan sát, chúng ta có x1 bên cộng x2 bên. À, x1 bên cộng 2 bên chúng ta có kết quả trên. Vậy chúng ta nhóm hàng này lại để chúng ta sử dụng kết quả đó. Là -3x1 -3x2 mình thấy có nhân tử chung là -3, vậy chúng ta có thể đặt -3 ra. Vậy chúng ta làm gọn cái tử mình lại như vậy. Rồi giờ quan sát cái tử. Rồi chúng ta thấy x1 bình cộng x2 bình thì ở đây mình có rồi 17, giờ lát mình lắp vô đây. Rồi x1 cộng x2 mình có trên đây rồi là -5, mình kéo xuống đây. Rồi x1 nhân x2 là 4, có đây rồi, mình kéo xuống đây. Được chưa? Rồi mình lắp số vô, mình tính được là 8. À, vậy là chúng ta đã tính được cái biểu thức thứ 4. Rồi, giờ chúng ta qua biểu thức thứ 5. X1 lập cộng với X2 lập. À, thì đây cũng là một hàng đẳng thức mà chúng ta đã học ở dưới lớp 8, đó là tổng của hai lập phương. Được chưa? Thì chúng ta cũng thể khai triển cái hàng đẳng thức ra để chúng ta tính. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ lại trong lớp 8 chúng ta có mối quan hệ giữa hàng đẳng thức tổng hai lập phương và một lập phương một tổng qua một bài tập. Đó là mình đã chứng minh được là A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ 3 lần AB nhân với tổng của A và B. Hay nói cách khác là tổng của hai lập phương thì bằng lập phương của một tổng trừ 3 lần tích tổng. À, lý do mình sử dụng cái kết quả này để chúng ta có thể lắp tổng và tích của hai nghiệm mà chúng ta đã tính ở bảng trên vào một cách dễ dàng hơn. À, như vậy và kết quả này chúng ta sẽ biến đổi biểu thức là như sau. Như là x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3, mình sẽ biến đổi thành là x1 cộng x2 tất cả lập phương trừ 3 lần x1 x2 nhân với tổng của x1 x2. Đây, từ đó chúng ta lại dễ dàng lắp các tổng và tích của hai nghiệm vào. Là S lập trừ 3 PS. Rồi khi lắp vào thì chúng ta đã có giá trị của S và B chúng ta tính ở câu A rồi, chúng ta lắp vào và tính được thể là -65. Rồi vậy là qua cái ứng dụng này chúng ta thấy để tính được giá trị của 5 biểu thức này thì chúng ta phải kết nối với các kiến thức mà chúng ta đã học ở lớp 8 để làm xuất hiện các tổng và tích. Được chưa? Rồi, sau khi có tổng và tích xuất hiện trong các biểu thức rồi thì chúng ta lắp các giá trị của tổng và tích đó vào thì chúng ta sẽ tính được giá trị của biểu thức. Đây, đó là nội dung của ví dụ 1. Thì qua ví dụ 1 này chúng ta phát hiện ra một cái dạng toán. Đó là dạng toán không giải phương trình. Tính giá trị của biểu thức liên quan đến hai nghiệm x và x2 của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 với a khác 0. Thì như các bước làm ở ví dụ 1 chúng ta thấy, muốn làm được dạng toán này thì việc đầu tiên mình phải chứng minh phương trình có nghiệm. Thì nhớ lại cái bảng kiểm nghiệm hồi nãy thầy đã ôn lại cho các em. Rồi thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng vào định lý VS để chúng ta tính tổng và tích của hai nghiệm.
Rồi sau khi có tổng và tích hai nghiệm rồi, mình viết dưới dạng là S và B, thì lúc đó mình sẽ biểu diễn cái biểu thức mình theo S và B. Tức là mình phải biến đổi biểu thức của mình làm sao xuất hiện tổng và tích của hai nghiệm đó để mình thế S và B vô. Sau đó mình thế cái giá trị của S và B vô, rồi mình thực hiện cách tính, mình sẽ tính được giá trị của biểu thức. Cụ thể là qua 5 cái câu mà ở phần B của ví dụ 1 chúng ta đã giải. Rồi, và qua đó chúng ta còn nhớ các biểu thức sau để sau này chúng ta làm bài cho nó dễ. Tức là biểu thức thứ nhất, x một bình cộng x hai bình, chúng ta tính là s bình trừ 2b, với điều kiện là chúng ta phải tính được s và b trước đó. Rồi, x một trừ x hai tất cả bình thì bằng s bình trừ 4b, để từ đó mình tính được x một trừ x hai bằng cộng trừ căn bậc 2 của s bình trừ 4b. À, vậy nói tóm lại ha, là muốn tính được x một trừ x hai là phải tính đường này trước. Được chưa? Rồi, x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 thì sẽ bằng là s lập trừ 3bs. Rồi, đây là bốn biểu thức chúng ta cần nhớ để sau này gặp các trường hợp chúng ta phải biến đổi qua nó để chúng ta làm tiếp. Rồi, đó là ví dụ 1. Bây giờ chúng ta qua ví dụ 2. À, ví dụ 2 cho phương trình ẩn x. X bình trừ cho 2m cộng 1 nhân x cộng với m bình cộng 2 bằng 0. Câu A, tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm. Câu B, tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa 3x1, x2 trừ 5 lần tổng x1, x2 bằng trừ 7. Đây, chúng ta sẽ áp dụng những điều đã học ở phần định lý VS để chúng ta giải bài này. Rồi, chúng ta sẽ giải câu A. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình có nghiệm. Rồi, chúng ta phân biệt ha. Đây là phương trình ẩn x, và trong phương trình ẩn x này có chứa tham số m. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm tham số m này để phương trình có nghiệm. Thì như chúng ta học về phương trình bậc 2, thì nghiệm của phương trình bậc 2 nó sẽ phụ thuộc vào gì? À, nó phụ thuộc vào biểu thức delta. Rồi, bây giờ để tính biểu thức delta, đầu tiên chúng ta phải xác định các hệ số ABC của cái phương trình bậc 2 này. Rồi, phương trình bậc 2 này có hệ số A là 1, hệ số B là bằng trừ của đa thức 2m cộng 1, và hệ số C là m bình cộng 2. Rồi, bây giờ để tìm được m, mà m này phải làm cho phương trình có nghiệm, thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tính delta trước. Rồi, biểu thức delta của chúng ta vẫn là công thức b bình trừ 4ac. Rồi, chúng ta lắp vào, chúng ta tính là bằng 4m trừ 7. Được chưa? Rồi, bây giờ đề bài yêu cầu mình là gì? Phương trình mình phải có nghiệm. Và bây giờ mình lấy cái bảng nghiệm của mình ra để mình kiểm tra. Rồi, phương trình có nghiệm. Vậy bây giờ nó rơi vào trường hợp nào? Delta lớn hơn 0 hay delta lớn bằng 0? À, dĩ nhiên là dựa vào delta lớn bằng 0 là có nghiệm. Có nghiệm nghĩa là có thể là có nghiệm phân biệt hoặc là có nghiệm kép. Được chưa? Rồi, chỉ theo một số 3 này chúng ta có delta phải lớn bằng 0. Rồi, chỉ muốn tìm được m lắp vô. Được chưa? 4m trừ 7 lớn bằng 0, và chúng ta giải cái bất phương trình này, chúng ta tìm được là m lớn hơn hoặc bằng 7/4. Vậy từ đó chúng ta tìm được m lớn hơn 7/4 thì phương trình có nghiệm x1, x2. Và đây là thầy đặt nó là điều kiện số 1. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn tất câu A. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu B. Câu B là tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa điều kiện 3 lần x1, x2 trừ 5 lần tổng x1, x2 bằng trừ 7. Rồi, thì ở đây m của mình phải thỏa hai điều. Thứ nhất là phương trình phải có hai nghiệm, và thứ hai là hai cái nghiệm đó tiếp tục phải thỏa cái điều kiện người ta đưa ra. Được chưa? Rồi, thì cái việc là phương trình có hai nghiệm thì hồi nãy mình đã giải rồi, đó là m lớn hơn 7/4. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta thấy xuất hiện tích và tổng. À, tích và tổng thì liên quan tới, tích và tổng của hai nghiệm thì liên quan tới định lý VS. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng định lý VS. Mà định lý VS áp dụng có, muốn được áp dụng nó thì phương trình phải có nghiệm. Thì ở đây khi m lớn hơn 7/4 thì phương trình của mình có hai nghiệm x1, x2, nhưng mình đã giải câu A rồi, thì mình áp dụng tiếp. Và theo định lý VS, mình sẽ có tổng hai nghiệm x1, x2 bằng trừ b trên a. Rồi, được tính là 2m trừ 1
Được chưa? Và tích của hai nghiệm x1 đến x2 bằng c trên a bằng m ở bình phương cộng 2. Thầy nhắc lại ha. Rồi, đó là tích và tổng và tích của hai nghiệm mình đã tính được rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ mình lắp vô. Rồi, bây giờ mình lấy cái biểu thức người ta yêu cầu mình tìm m để nó thỏa ha. Rồi, giờ mình có 3 lần x1, x2 trừ 5 lần tổng x1, x2 bằng trừ 7. Rồi, ở đây mình có x1, x2 là lập t nè. Rồi, tổng x1, x2 là s nè. Và ở đây mình đã có sẵn đây hết rồi. Giờ mình chỉ lắp vô thôi. Có phải không nè? Rồi, giờ mình lắp vô. Rồi, vậy nó chuyển thành là 3 nhân với đa thức m bình cộng 2 trừ cho 5 nhân với đa thức 2m cộng 1 cộng 7 bằng 0. Mình chuyển vế qua thôi. Đây, mình làm cho đơn giản thành là 3m bình phương trừ 10 m cộng 8. À, đây là một phương trình bậc 2. Và lúc đó phương trình bậc 2 này có ẩn là m. Đây, mình giải phương trình bậc 2 này. Mình sẽ tìm được hai nghiệm m1 bằng 2 và m2 bằng 4 phần 3. À, thì ở đây, so với điều kiện hồi nãy là m lớn 7/4 thì mình thấy m1 bằng 2 là thỏa điều kiện này thì chúng ta nhận. Trong khi đó m2 là 4 phần 3 thì không thỏa điều kiện này. Do đó chúng ta loại. Được chưa? Và sau khi giải tìm được giá trị m thỏa phương trình có hai nghiệm và cái điều kiện sau người ta đi yêu cầu thì chúng ta kết luận. Và m bằng 2 thì hai nghiệm của phương trình nó sẽ thỏa yêu cầu đề bài. Đó, vậy là qua cái ví dụ thứ hai chúng ta lại có thêm một dạng toán nữa. Đó là dạng toán tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x1, x2 của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng với x cộng c bằng 0, a khác 0 thỏa điều kiện sau cho trước. Thì giờ phương pháp làm cũng gồm 3 bước. Bước thứ nhất là mình sẽ tìm m để phương trình có nghiệm hay có nghiệm phân biệt, và mình gọi đó là điều kiện thứ nhất, điều kiện số 1. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng định lý VS để mình tính cho ra tổng và tích của hai nghiệm của phương trình. Rồi bước thứ ba là mình sẽ biểu diễn cái điều kiện sau đó theo S và B. Đây. Điều kiện sau đây. Theo S và B. Nên là P này S. Rồi sau đó mình sẽ thế giá trị S và B vô. Đây, thế giá trị S và B vô. Rồi thực hiện tìm M. Rồi sau khi tìm M, mình lúc đó mình phải dựa vào cái điều kiện 1 là dựa điều kiện này. À, để mình kết luận M. Để kết luận M. Nắm rõ ha. Rồi, đó là dạng toán thứ 2. Thì qua ví dụ 1, ví dụ 2 là hai dạng toán. Để từ đó chúng ta áp dụng VS vào việc giải các bài toán người ta yêu cầu. Rồi, vậy là sau khi làm hai ví dụ 1 và ví dụ 2, thì chúng ta còn nhớ các điều sau đây. Thứ nhất là định lý VS. Thì nhớ, định lý VS là nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình phương cộng x cộng c bằng 0, a khác 0, thì tổng hai nghiệm luôn luôn là bằng trừ b trên a, tích hai nghiệm luôn luôn là bằng c trên a. Mà muốn áp dụng định lý VS thì đòi hỏi là phương trình phải có nghiệm, do đó chúng ta phải nhớ cái bảng kiểm nghiệm của phương trình. À, gồm có 3 trường hợp. AC che dấu, delta lớn 0, delta lớn bằng 0. Rồi, sau khi thỏa hai điều này rồi thì lúc đó sẽ có hai dạng toán chúng ta thường áp dụng. Dạng toán thứ nhất là không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức liên quan đến hai nghiệm của phương trình. Rồi, dạng toán thứ hai, tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm của phương trình thỏa điều kiện sau người ta cho chứ. Đây, đó là bốn cái bản ghi nhớ chúng ta cần khắc sâu để sau này gặp các dạng toán này chúng ta nhanh chóng giải quyết nó. À, bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Thì sau khi học xong thì nhớ làm những bài tập thầy cô cho trên web và gửi về đúng hẹn ha. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Chúc các em luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn bình an.